lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Sữa tươi Vinamilk Green Farm, top 1% đầu bếp thế giới công nhận về vị ngon. Hai con thành là con, dù nhau cắn nhau đứt đuôi, mình học được mà, có gì khó đâu. Chị có nghĩ là nghệ sĩ trẻ bây giờ dễ dàng nổi tiếng hơn so với thời của chị không ạ? Dễ dàng hơn nhiều chứ, tại vì thời của mình á, là lúc trước á, muốn mà nổi tiếng á, là phải qua nhiều sự xét duyệt lắm. Từ các nhà có chuyên môn, các cuộc thi, rồi các nhạc sĩ, báo chí, sau đó là đài, truyền hình. Rồi từ đó, giống như là mình được hoàn thiện bản thân và mình được thử lửa nhiều, mình được thẩm định rồi, mình mới được đem mình ra đến tiếp cận với khán giả. Còn hiện tại bây giờ thì ai cũng có thể xây dựng cho mình một kênh, một channel riêng trên mạng xã hội, từ TikTok cho tới Facebook cho tới Instagram. Ai cũng có thể tự giới thiệu mình đến cộng đồng, vì thế cái sự nổi tiếng rất là nhanh. Trên con đường ca hát của chị, chị có xem ai là đối thủ không ạ? Chưa, bởi vì mình có một cái sự đồng hành và sự dạy dỗ trong những cái ngày tháng đầu tiên của bước đường sự nghiệp của mình rất là chặt chẽ từ phía bố của mình. Tại bố mình cũng là một người cũng có một nửa là tổ chức nghệ sĩ và cũng là theo đuổi con đường ca hát, theo phong trào công nhân viên chức của nhà máy ở ngoài Hà Nội. Ông không có theo con đường chuyên nghiệp nhưng mà ông cũng coi như là một nghệ sĩ bán chuyên nghiệp. Bố mình đã có nói chuyện và nói cho mình biết rằng là con á, nên chuẩn bị sẵn cái tâm thế lẫn tinh thần của mình. Bởi vì sao, trong cái ngành nghề này, cái sự cạnh tranh phải ganh đua với nhau nó là một cái điều hầu như là phải có. Và tất nhiên rồi, trong mỗi con người mình nó luôn luôn có cái phần tích cực và tiêu cực. Đó, cho nên là và bản thân mình đôi lúc mình cũng không control được cơ. Tại vì nó là một cái bản chất của một con người sinh ra đã làm như thế. Thì chắc chắn nếu như mình nhìn thấy rằng là ai đó có một sự thành công hơn mình này, có nhiều những cái sự dễ dàng trong bước đường ca hát của họ, được sự ủng hộ nhiều hơn như thế nào đó, thì chắc chắn mình cũng sẽ có một cái sự thèm cuồng hoặc là một cái sự mong muốn mình được là như họ, đúng không? Nhưng mà nó phải khác với cái sự đố kỵ và đèn pha, hoặc là giống như là nhu cầu làm sao để mà hạ bệ người khác. Bố mình đã cho mình một cái sự chuẩn bị về tinh thần cũng như là cái sự nhận thức về cái điều này rất là lớn. Hãy nhìn cái sự cố gắng của người khác, thấy rằng là mỗi một cái sự thành công nó đều có lý do của nó cả. Không ai lười biếng mà thành công được cả, không ai không cố gắng mà có thể thành công được cả, hoặc là không ai không có duyên, một cái duyên nào đó là chờ cho rất là đặc biệt, hoặc là một tài năng bẩm sinh nào đó, cái đó là một sự đặc biệt. Thì mình phải học hỏi và điềm tĩnh nhìn nhận những cái sự thành công đó, thay vì ganh ghét hoặc là ganh đua, mà hãy biến những cái điều đó, học hỏi những cái điều đó, và hấp thu cho mình, học hỏi nó, biến nó thành cái của mình, chứ không phải là biến mình thành cái điều mà nghệ sĩ thì luôn luôn cần phải có signature đặc trưng rất là riêng. Bạn hát hay, bạn hát giỏi, nhưng bạn giống nhiều người thì sẽ không bằng. Bạn có một sự đặc trưng đặc biệt để người ta nhớ đến bạn. Đơn giản thôi, ghét đua là phải có, nhưng ở khía cạnh tích cực. Tích cực thì luôn luôn sự ghét đua sẽ đem đến cho mình một năng lượng để mình sẽ có ngày có thể hơn người đó. Nice. Và cuối cùng, đúc kết tất cả những gì đến giờ mình nói lại, thì mình luôn luôn phát triển để làm sao mình trở thành một phiên bản tốt hơn phiên bản gốc của mình của những ngày đã qua. Đơn giản như thế. Nếu được chọn bài hát yêu thích của mình trong quá khứ để làm mới lại ở chương trình Our Song, chị sẽ chọn ca khúc nào? Mình muốn làm rất là nhiều luôn á. Làm sao để rằng là những cái bài hit mà mọi người nghe quen quá rồi của những ngày quá khứ có thể trở thành những bài hát của hiện tại, hoặc những bài hát của hiện tại có thể trở thành thị hiếu của tương lai thì sao, đúng không? Nhưng cái này khó mà nghe, bởi vì sao? Những cái gì mà tiên phong mà mới á, thì dễ bị ăn gạch đá lắm. Tại vì có thể nhiều người chưa hiểu, nhưng mà hoặc là sẽ phải thay đổi một số những cái màu sắc âm nhạc để mà khoác lên bài hát đó, một bài hát quá quen thuộc và quá hết rồi, một cái màu sắc âm nhạc mới, một cái áo mới. Có thể rằng là giới chuyên môn mọi người nghe sẽ cảm nhận được và hiểu được những gì mình làm, nhưng với thị hiếu khán giả mọi người khác nhau. Có giống như là hát hai con thần lẫn con, bây giờ không lẽ mình hát hai con thần lẫn con giống mấy bé học mẫu giáo, hoặc là mấy như là những khách mọi người hát bình thường. Hai con thần lẫn con dù nhau cắn nhau đứt đuôi,
thì mọi người không hiểu. Mọi người lại nói rằng là mình phá cái bài của mấy bé con nít thì thôi, mình sẽ cho một phiên bản. Được không? Bye được mà, dễ mà. Bye bye. Và mình là Lâm Bảo Ngọc đây, chào mừng mọi người đến với Our Song Việt Nam, bài hát của chúng ta. Bạn đã chuẩn bị hành trang gì để chiến tại Our Song? Hành trang gì ta? Chắc là sức khỏe đi. Sức khỏe bởi vì là nó nghĩa là phải có sức khỏe thì mới chiến được với OG và các bạn Gen Z bây giờ. Mọi người năng lượng lắm nên là mình cũng phải năng lượng theo, mình cũng phải quấn theo rất là nhiều. Và nữa là những cái lịch tập bài này, rồi là nghĩ bản để dựng dàn dựng cho bài của mình này cũng khá là nhiều, nên là mình sẽ phải tư duy nhiều hơn, xem TikTok nhiều hơn để bắt kịp trend của các bạn Gen Z và phối hợp với những nghệ sĩ OG nữa. Mong muốn mình sẽ kết hợp với ai trong chương trình? Ngọc rất là thích giọng hát của Thanh Hà này, tức là những giọng hát mà thiên về vocalist một chút xíu. Và Ngọc cũng rất là muốn là mình sẽ kết hợp với những người mà đã có những cái signature riêng của giọng hát rồi, nhưng mà khi đến với chương trình Our Song thì sẽ biến tấu đi, làm một cái điều gì đó thật là mới để chơi với cái cuộc chơi Our Song này, đem lại cho khán giả những cái điều mà thú vị, hấp dẫn mà trước giờ Lâm Bảo Ngọc và người nghệ sĩ OG đấy chưa bao giờ làm. Nếu có cơ hội làm điều gì đó cực kỳ táo bạo tại Our Song thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ hip hop cái đầu. Hip hop cái đầu. Nói được mọi người thế thôi, nhưng mà trước giờ thì Ngọc cũng chưa hát những ca khúc vui, này ca khúc nhanh bao giờ cả. Ngọc rất là muốn khi mà đến với chương trình này thì mình sẽ đến mang đến cho khán giả một cái âm nhạc nhẹ nhàng, vui vẻ hơn. Có thể là rap trong đó chẳng hạn, hoặc là có thể dance battle với lại OG của mình này. Một cái điều gì đó Ngọc nghĩ là khi mà đến với một game show, một sân chơi thì mình sẽ không đem những gì mà mình có sẵn ra nữa. Bởi vì mình rất là muốn làm mới mình, muốn khán giả đến với mình có thật là nhiều những cái điều thú vị. Và chính vì thế khi đến với Our Song thì mình muốn là mình sẽ thử thách những cái điều mới mẻ. Và nếu mà mọi người có những cái thử thách gì mà muốn Ngọc làm cho chương trình Our Song này thì hãy comment tại video này nhé. Thấy ai sẽ là đối thủ của mình ở chương trình? Gen Z bây giờ giỏi lắm mọi người ạ. Các bạn vừa hát được, vừa produce được, vừa nhảy được, rất là giỏi. Mình thì mình chỉ biết hát, mình chỉ biết nhảy chút xíu thôi, nên là mình cũng sẽ phải canh chừng các đối thủ của mình đấy. Các đối thủ của mình cũng dã man đấy, nên là mình sẽ phải cố gắng nhiều và mình sẽ đi hỏi dò xem là các đối thủ của mình sẽ làm gì, thì mình tính xem là mình sẽ làm gì tiếp theo. Thông minh lắm. Bây giờ mình không chơi thẳng được thì mình phải chơi bật thôi. Đúng đúng. Mình không chơi thẳng, chơi bật, chơi bật thôi. Mình phải đi hỏi dò, phải tính toán. Chị hãy nhảy một đoạn gì đó mà mình tự tin nhất đi. Ngại bây giờ anh được bài của Blackpink. Du du du. Ok, thử thách tôi đúng không? Tôi không ngại đâu mọi người. Tôi nhảy du du Blackpink nhá. 1, 2, 3. VPBank, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Anh trai C2 Concert 2024 chính thức bán vé ngày 21 tháng 8 tại ticket.vshop.vn.